Ông Nawaz cùng dàn con cưng xem thường Việt Nam, mặc áo dài phản cảm, chào bằng tiếng Trung. Chỉ mới đặt chân tới Việt Nam, và người đẹp cấp tỉnh của ông Nawaz đã gây tranh cãi khi người thì mặc áo dài lối lăng phản cảm, người thì liên tục chào fan Việt bằng tiếng Trung dù đã được nhắc nhở. Chiều 23 tháng 3, ông Nawaz Isra Krisiu, chủ tịch Miss Grand International, Hoa hậu Hòa bình quốc tế cùng 7 thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Trao đổi với Zin và Phạm Kim Dung, trưởng ban tổ chức Miss Grand International 2023 tại Việt Nam, cho biết ông Nawaz Isra Krisiu đã đến để khảo sát và chuẩn bị những khâu đầu tiên cho cuộc thi. 4 á hậu Miss Grand Việt Nam 2022 gồm Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Trần Tuyết Như, Trần Nguyễn Minh Thư, Ngô Thị Quỳnh Mai tham gia hoạt động chào mừng. Trong khi đó, khá đông người hâm mộ xuất hiện tại sân bay để đón đoàn Miss Grand International. Các thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan đều mặc áo dài khi tới thành phố Hồ Chí Minh, trong khi những người đẹp khác nhận được phản hồi tích cực thì Vanessa Natarajan, Miss Grand Saraburi 2023, Hoa hậu Hòa bình tỉnh Saraburi gây tranh cãi khi mặc áo dài có thiết kế gợi cảm, chất liệu xương thấu hở vòng một phản cảm. Trang phục của Vanessa Natarajan bị khán giả Việt phản ứng. Netizen Việt cũng so sánh với những lần diện áo dài đến Việt Nam trước đây của các người đẹp Miss World, Miss Universe. Trong chuyến thăm vào năm 2022, đoàn Miss Universe gồm Hoa hậu Katrina Gray, Hoa hậu Hana Sanhu mặc áo dài cách tân nhưng hoàn toàn kín đáo, thanh lịch. Còn Hoa hậu Carolina Beslavka, Miss World 2021 cũng diện chiếc áo dài truyền thống màu hồng phấn. Gần đây nhất, đoàn Miss Universe gồm nữ tỷ phú Anne Zakharus Tatip cùng đương kim Hoa hậu Albany Gabriel và Á hậu 2 Andrena Martinez trong chuyến thăm Việt Nam hồi đầu năm 2023 cũng tạo được thiện cảm khi diện áo dài một cách thanh lịch sang trọng. Trong top 8 thí sinh qua Việt Nam trở thành tâm điểm của tranh cãi còn có một người đẹp khác. Cụ thể, vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thay vì dùng tiếng Việt để chào khán giả Việt Nam, một thí sinh trong 8 thí sinh của cuộc thi Miss Grand Thái Lan đã chào bằng tiếng Trung Quốc, khiến nhiều khán giả có mặt tại sân bay phải đích thân nhắc nhở. Nhưng dù được nhắc nhở nhiều lần, người đẹp vẫn vô tư, nhỉ hảo. 8 thí sinh đến Việt Nam được ông Nawaz quyết định qua hoạt động livestream bán các sản phẩm của thương hiệu Miss Grand. 8 thí sinh bán nhiều đơn hàng nhất được chọn đồng hành cùng chủ tịch Miss Grand International trong chuyến công tác. Hoạt động này gây tranh cãi tại cộng đồng người hâm mộ cuộc thi sắc đẹp. Ngoài ra, chủ tịch Miss Grand International cũng yêu cầu các thí sinh bán thức ăn phải chốt 200 đơn một ngày. Trước đó, ông Nawaz bị chỉ trích vì body shaming thiên ân. Việc chủ tịch Hoa hậu Hòa bình quốc tế nhận xét thí sinh Việt Nam chưa đạt tiêu chuẩn hình thể khiến khán giả phẫn nộ. Fanpage của Miss Grand sau đó cũng mất hàng triệu lượt theo dõi từ Việt Nam. Khi livestream trên trang cá nhân sau cuộc thi Miss Grand International 2022, ông Nawaz nói, nếu Việt Nam vào top 10 mới là không công bằng, tôi đã cố gắng để đưa cô ấy vào top 20. Trả lời phỏng vấn sau chung kết, ông Nawaz nhận xét Thiên Ân là thí sinh duy nhất có phần thân trên dài hơn thân dưới, phần hông to, không đáp ứng tiêu chí hình thể. Do đó, top 20 và giải Country Power of the Year là kết quả vừa vặn với thí sinh Việt Nam. Ông Nawaz cũng tuyên bố không quan tâm đến fan Việt và cho biết Việt Nam đã không còn trong tim tôi. Chia sẻ của ông Nawaz Isra Krisiu về lý do loại Thiên Ân khỏi top 10 khi đó gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả chỉ trích chủ tịch Miss Grand International vì cho rằng ông bạo lực ngôn từ, miệt thị ngoại hình người đẹp quê Long An và kêu gọi tẩy chay cuộc thi. Đến nay, sự việc ồn ào dần lắng xuống, tuy nhiên hình ảnh của ông Nawaz cũng như Miss Grand bị ảnh hưởng không nhỏ. Thời gian qua, Miss Grand International cũng gây nhiều tranh cãi khi bắt các hoa á hậu của cuộc thi livestream chốt đơn bán hàng. Những hoạt động của Miss Grand International cũng chỉ quanh quẩn với việc nhảy nhót trên sân khấu đi sự kiện và chưa có nhiều hoạt động nào thực sự ý nghĩa cho cộng đồng. Thậm chí cuộc thi của ông Nawaz còn bị gọi với danh xưng gánh xiếc. Nhân dịp ông Nawaz sang Việt Nam, bà Phạm Kim Dung chia sẻ, tôi mong chúng ta hãy thể hiện tinh thần hiếu khách, bỏ qua chuyện cũ và luôn thân thiện, thân ái khi khách đến nhà. Đoàn Miss Grand International sang Việt Nam cũng góp phần quảng bá du lịch văn hóa con người Việt Nam. Chúng ta hãy nên chào đón bằng tinh thần thân ái nhất.